Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm mẫu hoa lưu ly. Đây là một bó hoa. Mình đã làm nhiều bông hoa lưu ly để ghép lại thành một bó hoa như thế này. Hoa lưu ly này thì nó làm hơi giống hoa tulip, có khác một chút thôi. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé, vì mình thấy nó cũng khá là đơn giản. Thì để làm được bông hoa lưu ly như thế này, chúng ta cần một số nguyên liệu như sau. Đây là một bông hoa lưu ly mình đã làm lẻ ra. Kia thì mình để trong bó thì các bạn sẽ khó hình dung hơn. Nhưng là đây là bông hoa mình đã làm mẫu. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một bông hoa như thế này nhá. Nguyên liệu để làm một bông hoa lưu ly thì gồm có đầu tiên đó là giấy nhún. Mình dùng giấy nhún màu trắng, các bạn có thể dùng màu xanh để làm nha. Giấy nhún màu xanh để làm nhị, giấy nhún màu xanh đậm hơn để làm lá cây, chỉ buộc băng keo sáp và kéo. Quan trọng nữa đó là kẽm cành. Ôi, gió to quá. Thì các bạn có thể nhìn lên kích thước trên màn hình mình đã ghi sẵn ra đây. Như thế này nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm từng bước một nha. Trước tiên thì chúng ta sẽ làm đến phần nhị với kích thước, với cái tờ giấy nhún kích thước 11 x 5cm như thế này. Các bạn kéo giãn tờ giấy nhún ra cho mình nha. Rồi sau đó các bạn gập đôi lại. Lúc nãy mình quên mất là còn thiếu keo sữa nha. Các bạn dùng một chút keo sữa phết ở phần đầu này. Sau đó thì các bạn sẽ kẹp vào giữa cái mảnh giấy nhún như thế này. Các bạn cuộn lại cho mình. Mình dùng thêm chỉ buộc để mình cố định lại cái phần nhị nha. Đó là mình đã được cái phần nhị của bông hoa như thế này. Tiếp nữa là chúng ta sẽ làm phần lá. Các bạn gập đôi lại và cắt tạo hình lá hoa hơi nhọn. Các bạn cắt cho mình khoảng 4 cái lá như vậy nha. Cuối cùng thì chúng ta sẽ làm đến phần cánh hoa với cái kích thước 12 x 3cm như thế này. Các bạn có thể xem clip hoa tulip của mình cũng đã hướng dẫn các bạn xoắn kiểu này nhé. Các bạn gập đôi tờ giấy lại để lấy điểm giữa. Sau đó các bạn dùng hai tay để xoắn nhẹ cái tờ giấy này lại. Rồi gập đôi chúng lại. Các bạn lấy tay kéo giãn mảnh giấy nhún này ra nhé. Tương tự với cái hoa còn lại các bạn cũng sẽ làm như vậy nhé. Chúng ta sẽ được cái cánh hoa nó tròn như thế này.
Một cánh một bông hoa lưu ly thì nó sẽ có tầm có sẽ là có là 5 cánh nha. Thì mình đã làm được như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ đến bước hoàn thiện bông hoa nhé. Các bạn dùng chỉ buộc. Các bạn sẽ buộc cố định các cánh hoa ghép lại với nhau nha. Các bạn nhớ ghép làm sao cho nó đều cánh hoa nha. Không cánh lại dài và cánh lại ngắn. Chúng ta sẽ cố định cái bông hoa lại. Sau khi ghép xong, chúng ta sẽ được cái hình dạng của bông hoa lily như thế này nha. Giờ chúng ta sẽ dùng băng keo sáp để ghép lá. Các bạn cuốn che đi phần đài. Sau khi ghép xong được cái hoa thì chúng ta sẽ dùng tay để chỉnh lại hoa cho nó đều bông nha. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn làm cái mẫu hoa lưu ly như thế này. Sau khi mà các bạn làm xong rồi, các bạn có thể ghép thành một bó hoa rất là đẹp như thế này nha. Đây. Với cái bó này thì mình làm cái cánh hoa nó hơi dài và không tròn. Theo mình thì cái lá hoa, cái cánh hoa lưu ly ấy thì nó sẽ tròn hơn nha. Thì chúc các bạn thành công với cái mẫu hoa lưu ly này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau nha.